xung đột tiếp tục cao trào, Israel nhắm loạt mục tiêu tuyên bố loại bỏ mối đe dọa trước mắt ở Liban. Chưa dừng lại ở đó, Theo Aviv còn đột kích bờ tây, xé nát thành phố Jenin trong đêm. Rafa cũng bị tấn công đầy ác liệt, tuy nhiên người dân khu vực lại đau đớn đổ lỗi tất cả là do Mỹ. Giữa lúc đó, dấu hiệu đầy hứa hẹn về thỏa thuận con tin được hé lộ. Dẫu vậy, Quốc hội Israel vẫn thông qua quyết định nhất quyết phản đối công nhận nhà nước Palestine. Anh quốc cứng rắn xem xét hạn chế bán vũ khí cho Israel. Đáng chú ý, Mỹ cáo buộc chung tội phạm Nhật Bản tìm cách bán vật liệu hạt nhân cho Iran. Chưa dừng lại ở đó, Tehran còn bị lộ thông tin gửi hàng trăm tên lửa đạn đạo cho Nga. Thực hư thế nào? Xung đột Đông Âu nóng lên từng giờ, Tổng thống Nga đặt hạn chót để quân đội kiểm soát toàn bộ miền đông Ukraine. Trong khi đó, ông Zelensky tức tốc ký xác lệnh cho phép người nước ngoài tham gia lực lượng quốc gia. Dù vậy, khảo sát cho thấy rằng chỉ 10% người dân châu Âu tin Ukraine có cơ hội thắng Nga. Diễn biến khác, đàm phán hòa bình tại Colombia có nguy cơ sụp đổ. Putin khai màn Thế vận hội của tương lai. Chào quý vị, tôi là Công Huy và quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Thời sự Quốc tế. Những diễn biến liên quan đến xung đột sụp sôi ở giải Gaza cùng với những tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Sky News trích dẫn thông tin từ lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, lực lượng này đã tăng cường tiến hành các cuộc không kích ở Liban vào chiều ngày 21 tháng 2. Theo một tuyên bố từ IDF, các mục tiêu bị tấn công bao gồm một trạm quan sát ở khu vực Kiam và một đồn quân sự ở khu vực Zipkin. Cuộc tấn công này đã kéo theo các vụ phóng hướng về phía nam khu vực Slomi ở miền bắc Israel và được thực hiện sớm hơn so với dự kiến. IDF cũng cho biết, ngoài các cuộc tấn công trước đó, một máy bay trực thăng đã tấn công một trạm quan sát gần làng biên giới Remda và pháo binh đã nhắm vào Aitarum, gần đó, nhằm loại bỏ mối đe dọa trước mắt. Theo các nguồn tin trên mặt đất, một cuộc không kích khác của Israel đã khiến một phụ nữ và một bé gái tại một ngôi làng cách biên giới 4 dặm ở miền nam Lebanon thiệt mạng. Vào ngày 21 tháng 2, truyền thông nhà nước Syria đưa tin Israel đã tiến hành cuộc không kích mới nhằm vào khu vực dân cư ở thủ đô Damascus của Syria, khiến ít nhất là hai người thiệt mạng. Đây là diễn biến mới nhất trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực kể từ khi xung đột bùng phát tại giải Gaza vào hồi tháng 10 năm ngoái. Mới đây, đài truyền hình quốc gia của Israel Khan cho rằng mục tiêu của cuộc không kích được cho là của Israel có thể nhắm vào một quan chức cấp cao của Hezbollah, chịu trách nhiệm chuyển vũ khí từ Iran cho các chiến binh của nhóm phiến quân Liban trong khu vực. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu tên quan chức cũng như là không cho biết liệu cuộc tấn công nhằm vào người này có thành công hay không. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Syria Sana đã công bố những hình ảnh cho thấy phía bên ngoài tòa nhà tầng bị cháy đen một phần, nhiều cửa sổ bị vỡ, khói lửa bốc lên từ nhiều căn hộ. Nguồn tin khẳng định, tòa nhà bị tấn công là nơi các thành viên lực lượng Hezbollah và vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thường xuyên lưu tới. Cũng theo nguồn tin này, toàn bộ thương vong là người của Hezbollah và của IRGC, song chưa rõ số lượng. Hiện cả Hezbollah và IRGC chưa đưa ra phản ứng về vụ việc. Tương tự, quân đội Israel cũng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về cuộc không kích mới nhất này. Trong khi đó, thành phố đầy biến động Jenin ở bờ Tây bị chiếm đóng, quân đội Israel đã thực hiện một cuộc không kích trong đêm, bắt đầu vào cuối ngày 20 tháng 2, khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại, đường phố tan hoang, nhiều ô tô bị thiếu rụi. Theo thông tin từ Reuters, một chiến binh được xác định là Arif al thuộc phe vũ trang Rafah đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ. Đám tang của người này đã diễn ra vào hôm 21 tháng 2 với sự tham gia đông đảo của gia đình và bạn bè. Cha của Arif là Arif Ali tiết lộ rằng con trai ông đã lẩn trốn trong một trại tị nạn đông đúc ở Jenin suốt 4 tháng qua. Bạo lực ở bờ Tây đã gia tăng trong hơn một năm do các cuộc đụng độ giữa lực lượng quân đội Israel và người định cư gần như hàng ngày. Theo thống kê của Israel, vào ngày 7 tháng 10, thì các chiến binh từ nhóm phiến quân Hamas điều hành Gaza đã tấn công Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ 253 người khác làm con tin. Để đáp trả, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào Gaza. Theo cơ quan y tế địa phương, đến nay đã có hơn 29.000 người Palestine thiệt mạng, cùng hàng ngàn người khác vẫn đang bị mất tích dưới đống đổ nát. Đáng chú ý, Israel đã tấn công dữ dội vào khu vực Rafah ở phía nam giải Gaza và hơn 10 thành viên của một gia đình đã thiệt mạng trong cuộc không kích. Mặt khác, theo Reuters, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đã tăng cường các hoạt động ở Khan Yunis, một thành phố nằm ở phía bắc Rafah. Trong bản tóm tắt sự kiện hàng ngày, phía IDF không đề cập đến các cuộc tấn công trực tiếp vào Rafah và từ chối bình luận chi tiết về vụ việc. Ước tính khoảng 1,5 triệu người đang phải trải qua cuộc sống chật trội tại Rafah, hầu hết đã phải rời bỏ nhà cửa để tránh phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Israel. Chưa hết, những đợt viện trợ từ Ai Cập gửi đến giải Gaza trong hai tuần qua đã gần như cạn kiệt. Theo Liên Hợp Quốc, tình trạng mất trật tự đã khiến công tác nhân đạo ngày càng trở nên khó khăn hơn. Bất chấp lời khẩn cầu từ cộng đồng quốc tế, trong đó cả Mỹ, Israel kiên quyết tuyên bố lực lượng đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ và Rafah. Cư dân tại Rafah cho biết IDF đã tiến hành không kích và các mục tiêu trong thành phố gây ra nhiều vụ nổ lớn. Tàu hải quân cũng đã khai hỏa vào khu vực ven biển. Xe tăng Israel tiến về phía tây từ Khan Yunis và Al Maghazi, nơi mà trước đây là một khu vực tương đối an toàn. Đáng chú ý, người dân tại Rafah đổ tình cảnh ngày hôm nay là vì Washington. Yusef Sayanit, một cư dân, có người thân mắc kẹt trong ngôi nhà bị pháo kích, phẫn nộ tuyên bố. Kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã luôn ủng hộ Israel bằng tên lửa, máy bay và xe tăng. Kết quả tàn khốc này đều là do Mỹ. Được biết vào ngày 20 tháng 2, Mỹ đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bản nghị quyết nêu yêu cầu hai bên ngừng bắn ngay lập tức để cơ quan chức năng có thể tiến hành cứu trợ nhân đạo ở giải Gaza. Lý giải cho cuộc tấn công, lực lượng Israel tố chính các tay súng Hamas đã sử dụng các tòa nhà dân cư để ngụy trang làm nơi ẩn náu. Reuters cho biết cáo buộc đã nhanh chóng bị phía Hamas bác bỏ. Cơ quan Y tế Giải Gaza tuyên bố tới ngày 21 tháng 2 đã có 69.333 người bị thương, 29.313 trường hợp tử vong và thêm 118 người đã thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua. Trong khi đó, tại Jerusalem, ông Benny Gant, thành viên nội các chiến tranh vào hôm 21 tháng 2, đã đề cập đến những tiến triển đầy hứa hẹn về một thỏa thuận trả tự do cho các con tin bị bắt giữ. Ông Gan cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình, chúng tôi vẫn đang nỗ lực nhằm thúc đẩy một thỏa thuận con tin mới và bắt đầu nhận thấy có những dấu hiệu tích cực cho vấn đề này. Ông Gad khẳng định, chúng tôi sẽ không ngừng tìm kiếm giải pháp và sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để đưa họ về nhà. Hiện các cuộc đàm phán đang được tiến hành bởi Hoa Kỳ, Ai Cập và Qatar để đảm bảo hai bên có thể tiến hành ngừng bắn nhân đạo. Tuy nhiên, theo Reuters, ông cũng cảnh báo rằng nếu hai bên không đạt được thỏa thuận mới, quân đội Israel sẽ tiếp tục chiến đấu ở Gaza, thậm chí ngay cả trong tháng Ramadan của người Hồi giáo dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới. Vào ngày 21 tháng 2, Quốc hội Israel đã bỏ phiếu ủng hộ việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác bỏ bất kỳ sự công nhận đơn phương nào đối với một nhà nước Palestine, trong bối cảnh ngày càng có nhiều quốc gia kêu gọi khôi phục các cuộc đàm phán về việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Đảng Likud của ông Netanyahu thông báo 99 trong tổng số 120 nhà lập pháp đã đồng ý với quyết định của chính phủ đưa ra trước đó 3 ngày. Theo đó, vào ngày 18 tháng 2, chính phủ Israel đã thông qua tuyên bố chính thức về việc phản đối mọi quyết định đơn phương của quốc tế nhằm công nhận nhà nước Palestine độc lập. Đồng thời cho rằng, bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào với người Palestine phải đạt được thông qua đàm phán trực tiếp giữa các bên, chứ không phải theo các mệnh lệnh quốc tế. Phản ứng trước động thái của Quốc hội Israel, Bộ trưởng Ngoại giao Palestine đã ra tuyên bố trong đó tái khẳng định rằng, Tư cách thành viên đầy đủ của nhà nước Palestine trong Liên Hợp Quốc hay việc được công nhận bởi các quốc gia khác không cần phải có sự cho phép từ phía Israel. Một diễn biến liên quan khác, một số nguồn tin quân sự và vận chuyển vừa cho biết một tàu chở hàng rời mang cờ Hy Lạp với tên Sea Chamber đã tới cảng Aden miền nam Yemen trong hôm 21 tháng 2 sau khi bị tấn công trên biển đỏ, trong một vụ việc được cho là hành động phóng nhầm tên lửa từ phía dân quân Houthi. Mới đây, thì nguồn tin của Bộ Vận tải Hy Lạp cho biết tàu Sea Chamber mang cờ Hy Lạp khi đang chở ngũ cốc từ Argentina đến Aden, trụ sở của chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen đã bị tấn công nhầm hai lần bằng tên lửa khiến một số nơi trên tàu bị hư hỏng, tuy nhiên không ghi nhận thương vong. Một nguồn tin ở cảng Aden cho biết cuộc tấn công là một sai lầm, trong khi một nguồn tin khác dẫn thông tin từ nhóm Houthi cho biết rằng đó không phải là hành động cố ý. Những rủi ro về vận chuyển hàng hóa đang leo thang do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa tại Biển Đỏ và eo biển Bab al từ phía lực lượng Houthi thân Iran kể từ tháng 11 tới nay, các lượng Mỹ và Anh đã đáp trả thông qua không kích nhiều cơ sở của Houthi, nhưng cho tới nay, những nỗ lực này đã không ngăn chặn được các vụ tấn công. Đại sứ Nga tại Hà -la, Lan Vladimir Taraprin vào hôm 21 tháng 2 đã kêu gọi Israel chấm dứt việc chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine trong phiên điều trần của Tòa án Thế giới tại The Hague. Theo vị quan chức, Israel phải tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm đạt được giải pháp hai nhà nước và dừng mọi hoạt động định cư. Trong năm 2022, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế ICJ, còn được gọi là Tòa án Thế giới, đưa ra ý kiến không ràng buộc về hậu quả pháp lý của việc chiếm đóng của Israel. Israel, một quốc gia không tham gia vào quá trình này, đã đưa ra nhận định trong các bình luận bằng văn bản rằng sự tham gia của Tòa án có thể gây tổn hại cho việc đạt được một giải pháp thông qua thương lượng. Hãng tin Bloomberg của Mỹ trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Vương quốc Anh đang xem xét hạn chế bán vũ khí cho Israel. Các hạn chế này dự kiến sẽ có hiệu lực nếu Israel thực hiện chiến dịch quân sự theo kế hoạch tại thành phố Rafah hoặc nếu nước này chặn các xe tải viện trợ đi vào dài Gaza. Israel trước đó tuyên bố rằng quân đội nước này sẽ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah nếu những người bị bắt giữ ở Gaza không sớm được trả tự do. Cả Mỹ và Anh đều khẳng định rằng họ phản đối bất kỳ hoạt động nào của Israel tại khu vực này mà không có kế hoạch thích hợp để bảo vệ thường dân. Hiện nay hơn 1,4 triệu người Palestine đang trú ẩn tại Rafah, thành phố cực nam của Gaza. Nhiều người trong số họ đã phải di rời từ các khu vực khác của giải Gaza. Các công tố viên liên bang ở New York đã buộc tội một thủ lĩnh Yakuza tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản, âm mưu vận chuyển vật liệu hạt nhân từ Myanmar sang nước khác với niềm tin rằng chúng sẽ được Iran sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Theo các công tố viên, nghi phạm Takeshi Abisawa và đồng phạm đã đưa ra mẫu vật liệu hạt nhân cho một đặc vụ chìm của lực lượng phòng chống chất cấm Mỹ DEA ở Thái Lan. Đặc vụ này cải trang là một kẻ buôn chất cấm và vũ khí, khoe rằng có khả năng tiếp cận một tướng Iran. Với sự hỗ trợ của chính quyền Thái Lan, các mẫu vật liệu hạt nhân đã bị tịch thu và được chuyển giao cho cơ quan chức năng Mỹ. Trích thông báo được đưa ra vào ngày 21 tháng 2, một phòng thí nghiệm hạt nhân của Mỹ sau đó đã phân tích các mẫu vật và xác định rằng chúng có chứa uranium cũng như là plutonium, cấp vũ khí. Phía Mỹ cáo buộc Ebisawa buôn bán vật liệu hạt nhân một cách trắng trợn trong khi tin rằng nó sẽ được sử dụng để phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. Thậm chí khi cố gắng bán các vật liệu hạt nhân thì Ebisawa còn đàm phán để mua vũ khí chết người, bao gồm tên lửa đất đối không, súng máy M60, AK-47 và đạn xuyên giáp. Ebisawa 60 tuổi và đồng phạm Somhop Singh Siri quốc tịch Thái Lan, 61 tuổi, trước đó từng bị buộc tội vào tháng 4 năm 2022 với cáo buộc buôn bán chất cấm quốc tế và sử dụng súng. Trong một cuộc họp video vào tháng 2 năm 2022, một trong những đồng phạm của Ebisawa cho biết họ có hơn 2 tấn thorium-232 và hơn 100 kg uranium bánh vàng. Người này cũng tuyên bố họ có thể sản xuất tới 5 tấn vật liệu hạt nhân ở Myanmar. Khoảng một tuần sau, Ebisawa và hai người khác gặp đặc vụ DEA và cho người xem hai hộp nhựa, mỗi hộp đựng một chất bột màu vàng được mô tả là bánh vàng. Nếu bị kết án, thì Ebisawa phải đối mặt với án tù là 30 năm vì tội âm mưu và buôn bán hạt nhân, đồng thời đối mặt với án trung thân vì tội âm mưu buôn bán chất cấm và âm mưu sở hữu súng, bao gồm súng máy và các thiết bị hủy diệt, theo ATI. sáu nguồn tin giấu tên thân cận vấn đề hôm 21 tháng 2 trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters nói rằng Iran gần đây đã cung cấp một lượng lớn tên lửa đạn đạo đất đối đất cho Nga. Cụ thể, theo những nguồn tin này, Tehran đã cung cấp cho Moscow khoảng 400 tên lửa, trong đó có nhiều tên lửa đạn đạo thuộc dòng Fate-110, chẳng hạn như tên lửa Jufaqa. Các chuyên gia cho biết tên lửa cơ động này có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 300 đến 700 km. Một trong những nguồn tin của Reuters cho rằng các chuyến hàng bắt đầu vào tháng 1 sau khi một thỏa thuận được hoàn tất trong các cuộc họp vào cuối năm ngoái giữa các quan chức an ninh và quân sự của Iran và Nga diễn ra ở Tehran và Moscow. Quan chức quân sự Iran được Reuters trích dẫn cho hay, đến nay Tehran đã chuyển ít nhất 4 chuyến hàng tên lửa cho Nga và sẽ có nhiều hơn các chuyến hàng trong những tuần tới. Tuy nhiên, vị này từ chối cung cấp thêm chi tiết. Reuters dẫn nguồn quan chức cấp cao khác của Iran cho biết, một số tên lửa đã được gửi tới Nga bằng tàu qua biển Caspian, trong khi những tên lửa khác được vận chuyển bằng máy bay sẽ có nhiều chuyến hàng hơn, không có lý do gì để giấu giếm. Chúng tôi được phép xuất khẩu vũ khí tới bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi muốn, quan chức quân sự Iran cho hay. Bộ Quốc phòng Iran và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo IRGC, lực lượng tinh nhuệ giám sát chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran cũng như Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về thông tin này. Kể từ khi bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine tháng 2 năm 2022, Iran được cho là đã cung cấp hàng trăm máy bay không người lái UAV cho Nga, trong đó có UAV cảm tử Shahed-136 và các UAV cỡ lớn như Mohaj-6 bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất đã chứng minh được hiệu quả trong chiến đấu. Chúng có sức công phá lớn và độ chính xác cao. Một trong những đặc trưng của tên lửa đạn đạo Iran là tính phổ biến và đa dạng. Theo ước tính của phương Tây, Iran có ít nhất 20 thiết kế tên lửa đạn đạo khác nhau cùng rất nhiều phiên bản nâng cấp cải tiến. Đáng chú ý, Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine G. Ua, hôm 21 tháng 2 cho biết, các lực lượng vũ trang của Nga đã được chỉ định còn hơn 3 tuần nữa để giành quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine. Vadim Skibitsky, phó giám đốc GUA cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với Interfax Ukraine rằng, Điện Kremlin muốn kiểm soát Luhansk trước cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Nga. Newsweek đưa tin, cuộc bầu cử tổng thống nước này dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Tổng thống Nga và Vladimir Putin được xem là ứng viên tiềm năng nhất có thể giành chiến thắng. Mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy ông Putin vẫn được làm công chúng Nga, nhưng sự ủng hộ dành cho cuộc chiến của ông ở Ukraine đã bắt đầu giảm sút. Do đó, các chiến thắng như việc kiểm soát được tỉnh Luhansk có thể mang lại cho ông Putin một cơ hội để chứng minh sự quyết tâm và hy sinh của mình trong cuộc chiến này trước nhân dân Nga. Trước cuộc bầu cử, họ muốn tiếp cận ít nhất là biên giới hành chính của tỉnh Luhansk để đạt được ít nhất một số thành công giống như Abdiivka có thể ở một nơi nào khác trên mặt trận khác ông Skibitsky nói. Ông Skibitsky cho biết, ngoài tiến đến biên giới Lugansk, mục tiêu tiếp theo của Nga trong 6 tháng tới là giành được tỉnh Donetsk, trong khi duy trì kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ ở Kherson và Zaporizhia. Giữ có nghĩa là chủ động phòng thủ hoặc đẩy chúng tôi trở lại vị trí mà chúng tôi bắt đầu cuộc tấn công, ông Skibitsky nói. Trước khả năng Nga sẽ tấn công vào Lugansk và một số khu vực khác cũng như nguy cơ xung đột kéo dài, ông Skibitsky đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Ukraine xây dựng hệ thống phòng thủ. Ông nói, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc dự trữ, tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ đối tác để phát triển năng lực sản xuất quốc phòng. Lugansk nằm ở miền đông Ukraine. Nga đã kiểm soát phần lớn Lugansk ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột nổ ra từ tháng 2 năm 2022. Trong khi đó, những vùng lãnh thổ ở Kherson và Zaporizhia ở miền nam Ukraine có ý nghĩa chiến lược bởi chúng có thể giúp Moscow tiếp cận Crimea bán đảo sáp nhập vào Nga năm 2014. Họ, tức Nga, cần một hệ thống hậu cần đi qua Crimea để đưa đạn dược, thiết bị và nhân sự xuống phía Nam, ông Skibitsky giải thích. Theo ông Skibitsky, bầu cử Tổng thống vào tháng tới buộc lực lượng của Nga phải chuyển trọng tâm ở Ukraine. Ông cho biết, ba tiểu đoàn của Nga đã được chuyển từ thành phố Mariupol ở Ukraine đến khu vực biên giới Belgorod nhằm đảm bảo an toàn và tiến hành bầu cử sau hàng loạt vụ tập kích xuyên biên giới của Kiev. Với khả năng Nga sẽ tấn công vào Lugansk và các khu vực khác, cũng như nguy cơ chiến sự tiếp diễn trong tương lai gần, ông Skibitsky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống phòng thủ của Ukraine. Theo giới quan sát, những thắng lợi trên chiến trường Ukraine như kiểm soát hoàn toàn Lugansk có thể có lợi cho chiến dịch tranh cử của ông Putin sau khi Nga phải hứng tổn thất không nhỏ trong hai năm xung đột. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để bình luận về thông tin trên. CNN đưa tin, Bộ Tư lệnh tác chiến Ukraine hôm 22 tháng 2 đã bác bỏ tuyên bố của ông Shoigu về việc tái chiếm làng Kedinki, đồng thời mô tả đó là sự thao túng và xuyên tạc sự thật. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, lực lượng Nga đã chiếm được Kedinki, một ngôi làng ven sông nhỏ nhưng quan trọng, nằm ở tả ngạ sông Dnipro ở vùng Kherson phía nam Ukraine. Tôi xác nhận rằng Kedinki đã được quét sạch, ông Shoigu nói với Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp trên truyền hình ngày 20 tháng 2. Ông Shoigu ghi nhận công sức của lính dù Nga lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810, lữ đoàn lực lượng đặc biệt dù số 45, các lực lượng tác chiến đặc biệt và hàng không trong việc giải phóng kỳ Trước đó, ông Shoigu cũng nói với truyền thông nga rằng lực lượng nước này đã đặt chân tới bờ sông tại Krynyk. Ukraine năm 2023 cho biết họ đã vượt sông và thiết lập các vị trí xung quanh ngôi làng Krynyk ở bờ đông do nga kiểm soát. Việc lính thủy quân lục chiến Ukraine bám trụ tại đây qua nhiều tháng được ví như cái gai bên sườn của đội nga. Kyiv Independent đưa tin, theo xác lệnh được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký ngày 21 tháng 2, người nước ngoài và người không quốc tịch sẽ được phép phục vụ trong lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine. Thông báo được công bố trên trang web của Văn phòng Tổng thống được đưa ra khi chính phủ cố gắng tăng cường nỗ lực huy động vào năm 2024. Luật mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày 21 tháng 2. Công dân nước ngoài có thể tham gia vào lực lượng vũ trang Ukraine nếu họ đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Cụ thể, luật này nêu rõ, những công dân nước ngoài đang cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Ukraine không có tiền án và tuân thủ các yêu cầu về nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật. Về nghĩa vụ quân sự của Ukraine, có thể tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự trong lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine theo hợp đồng. Kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi công dân trên toàn thế giới tham gia bảo vệ Ukraine và thành lập quân đoàn quốc tế. Lực lượng vệ binh quốc gia là một bộ phận của Bộ Nội vụ và chịu trách nhiệm về an ninh công cộng. Các quân nhân thuộc lực lượng này cũng đã chiến đấu trên tiền tuyến kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ. Theo kết quả khảo sát được công bố vào hôm 21 tháng 2 bởi Hội đồng Châu Âu về quan hệ ngoại giao (ECFR), chỉ có 10% cư dân tại 12 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu tin rằng Ukraine có cơ hội thắng nga tại chiến trường đông Âu. Ngược lại, hãng tin Ati cho biết số người tin rằng nga sẽ giành chiến thắng lại nhiều gấp đôi đến tận 20%. Trong khi đó, nhận định được nhiều người bình chọn nhất với tỷ lệ 37% khẳng định cuộc chiến sẽ kết thúc bằng một giải pháp thỏa hiệp giữa Moscow và Kiev. Cụ thể hơn 1 phần 3 người Bồ Đào Nha và 27% cư dân Ba Lan tin rằng đàm phán là phương án khả dĩ. Đáng chú ý nhất là Hungary, quốc gia này từ lâu đã phản đối mạnh mẽ động thái EU viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong cuộc khảo sát, chỉ vòn vẹn 5% người Hungary dự đoán Kiev có khả năng giành chiến thắng, trong khi Moscow chiếm đến 31% lượt bình chọn. Dù con số chênh lệch khá nhiều, 31% người châu Âu cho rằng khối này vẫn nên tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine. Được biết, đã có 17.023 người tham gia đến từ 12 quốc gia châu khác nhau tham gia cuộc khảo sát. Sự kiện diễn ra vào tháng 1 năm 2024, chỉ vài tuần trước khi Nga tiếp quản Abipka. Cha Ati đánh giá đây là chiến thắng quan trọng nhất của Moscow kể từ trận chiến Bắc Mút vào năm ngoái. Lý giải cho những con số trong cuộc khảo sát, Ati cho rằng cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm ngoái cùng khủng hoảng kinh tế trong nước đã khiến đa phần người châu Âu thay đổi thái độ với trận chiến tại Đông Âu. Kể cả vậy, Brussels cũng đã thông qua gói viện trợ trị giá 54 tỷ đô la cho Ukraine hồi tháng 2 năm 2024. Một số tin tức đáng chú ý khác. Hôm 21 tháng 2, lực lượng phòng vệ quốc gia Nam Phi SANDF đã tổ chức lễ tưởng niệm và đồng thời chính thức trao trả hài cốt của hai binh sĩ thiệt mạng tại phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Buổi lễ được tổ chức tại căn cứ không quân Vater Club cùng với góp mặt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thandi Modi và chỉ huy quân đội Nam Phi, tướng Rajani Mafonda. Reuters thông tin, hai quân nhân đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng đạn pháo tại Czech, phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, vào ngày 14 tháng 2. Ông Tandy Modi phát biểu, đây không phải là hai chiến binh Nam Phi đầu tiên hy sinh tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Chúng ta đã từng mất mát và đã từng trải qua đau thương cùng gia đình quân nhân. Ngoài ra, tướng Rajani Mafonda khẳng định, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đảm bảo hòa bình và ổn định ở Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Đó là lý do tại sao các binh sĩ có mặt ở đó. Chúng tôi không phải là những kẻ cuồng chiến. Chúng tôi không đến đó vì thích chiến tranh, mà vì lực lượng hiểu được tầm quan trọng của hòa bình. Trước đó, Nam Phi công bố triển khai 2.900 binh sĩ cho lực lượng của Cộng đồng Phát triển Nam Phi, SADC, nhằm đối phó với sự bất ổn và các nhóm vũ trang ở Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Đại diện nhóm vũ trang quân đội giải phóng quốc gia ELN khẳng định, đàm phán hòa bình với chính phủ Colombia đang có nguy cơ sụp đổ. Cụ thể, ELN cho biết, việc chính phủ tham gia các cuộc đàm phán với cộng đồng ở tỉnh Nariño với sự tham gia của đại diện Liên Hợp Quốc đã vi phạm thỏa thuận giữa hai bên. Trong một tuyên bố đăng trên trang web của mình vào tối ngày 20 tháng 2, nhóm vũ trang cho biết, tiến trình đàm phán hòa bình sẽ đóng băng vô thời hạn cho đến khi chính phủ thay đổi quy định. Ngược lại, chính phủ khẳng định chính nhóm vũ trang đang kéo dài quá trình một cách không cần thiết. Nhóm đàm phán tuyên bố chính phủ đã tuân thủ các cam kết và chỉ đang tiến hành các cuộc thảo luận với cộng đồng địa phương theo yêu cầu. Đại diện chính phủ Colombia, Vera Grip tuyên bố, đóng băng đàm phán là động thái không cần thiết. Trước đó, hai bên đã có những ký kết với nhau, chính phủ luôn sẵn lòng giải quyết các vấn đề phát sinh theo chiều hướng tích cực. Nhóm vũ trang được thành lập vào năm 1964 bởi các phần tử cực đoàn. Hiện lực lượng có khoảng 5.800 thành viên cùng với 3.000 tay súng. Chính phủ Colombia hy vọng sau khi đàm phán, nhóm sẽ chấm dứt tình trạng bắt cóc đòi tiền chuộc tại khu vực. Reuters ngày 21 tháng 2 đưa tin, Tổng thống Nga và đây Putin đã tham dự lễ khai mạc Thế vận hội của tương lai tại Kazan. Đây là giải đấu thể thao đa dạng, kết hợp giữa thể thao cổ điển và thể thao điện tử. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Putin cho biết, kính gửi các vận động viên tham dự giải đấu, các vị khách nước ngoài, các trường đoàn, quý bà, quý ông, quý vị và các bạn. Tôi vui mừng chào đón các bạn đến với Nga, một trong những quốc gia tiên phong của thể thao điện tử, một thể thức thi đấu sáng tạo và hoàn toàn mới. Đây thực sự là Thế vận hội của tương lai. Theo thông tin từ ban tổ chức, hơn 2.000 vận động viên từ 107 quốc gia sẽ cạnh tranh cho tổng tài thưởng lên đến 10 triệu đô la trong hơn 20 bộ môn khác nhau. Tổng thống Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Serbia và một số khách mời thánh dự cũng đã tham dự lễ khai mạc. Ngoài ra, trong phát biểu của mình, ông Putin nói giải đấu này sẽ không bị ràng buộc bởi chính trị hay bất kỳ hình thức áp đặt lẫn phân biệt đối xử nào. Được biết, thể thao điện tử chính thức được công nhận là một môn thể thao ở Nga và tháng 1 năm 2023. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.